xừ nữa. Đây đây đây. Quay đây. Nó đào đi ăn thì nhiều củ to lắm mà chú đằng ông thì nó củ to nhiều rồi nó ngon luôn. Nó kiêng lắm à? Hôm nào nó đào cái này thì coi. Đây, hôm qua nó có biết nối luôn mà. Có biết nối luôn mà biết. Không biết nối đào ấy. Đào hôm nào Tết nó có thời gian nó thì bắt đầu đi. Đào cái gì hơn. Nhà mình có rau quả gì khác không? Đây đang ấy rồi, đang phát đi rồi. Không cái nào mà ấy. Mua hết rồi, hóa vật nghiệp, mua hết rồi nhất rồi vật sơn. Mua hết rồi, các quả. Rồi ai không thích mua này nó ăn nó chết thì này. Nấu. Cứ bẻ đi bé quá thì lại. Cái nào ăn được thì lấy. Ông bảo vậy thì bảo chứ không. Mình lấy cái gì vừa đi chứ lấy. Bé ăn được bé quá thì. Quen suốt ngày đi chợ bán mùa nhãn rồi này chặt hết đi này. Nhãn nhà mình chặt hết đây. Giờ không có thùng xiêm có ổi à. Vâng. Được cái thùng già. À, vậy ở con nào đây à? Em dâu. Vậy nhưng mà nực thì nạ gì? Trước đầu của Hưng này giờ nó sang đấy. Thì Yến mà khổ con vài nơi Hà Nội về nó ăn nhưng mà ông con này ông bảo không có thời gian. Đây cứ được đây nó dặn là bảo thì dỡ thì cái hàng Yến mà giờ không có thời gian là riêng. Đáng mấy đồng để mà ăn đi chứ còn. Đấy cứ đặt đây để tôi cân. Vậy mấy bà nằm mình cứ bớt đầu đi chạy.
Bán bao nhiêu tiền? 15.000 cũng không bán, không bán mà ôm khó tính thật đấy. Đúng rồi, phải người khó tính là khó lắm. Đây, mua hết cho này. Bán may mắn đi.
luôn. Vào luôn.